Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký chứng thực nghị quyết 98 năm 2023 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết bao gồm 44 cơ chế chính sách với 7 lĩnh vực được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Trong số các cơ chế chính sách mới thì mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông sẽ cho phép thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ngân sách địa phương triển khai dự án đầu tư công độc lập để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư vùng phụ cận các nhà ga thuộc tuyến đường sắt. Cùng với đó là vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường vành đai 3, thu hồi đất, thực hiện tái định cư tại chỗ và tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị. Nghị quyết cho phép thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng lĩnh vực áp dụng đầu tư theo phương thức PPP đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa, được chủ động quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của các dự án này. Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng hợp đồng BOT đối với dự án công trình đường bộ hiện hữu với các điều kiện thực hiện bảo đảm lợi ích của người dân, được thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng BT thanh toán bằng tiền từ ngân sách thành phố. Đáng lưu ý, nghị quyết cho phép Ủy ban Nhân dân quận được bố trí khoản chưa phân bổ từ 2 đến 4% tổng chi ngân sách quận để thực hiện chi các nhiệm vụ cần thiết mà chưa được dự toán. Thành phố được sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện dự án công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng liên vùng, hỗ trợ các địa phương khác trong nước và một số địa phương tại nước khác. Thành phố Hồ Chí Minh được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 120% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bộ chi ngân sách thành phố hàng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Về tài chính, nghị quyết quy định các cơ chế chính sách khơi thông nguồn lực cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm tăng vốn điều lệ từ nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố, từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh sau khi trích lập các quỹ. Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với đó cho phép sử dụng mái nhà của các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn thành phố để lắp đặt hệ thống điện mặt trời nhằm cung cấp điện phục vụ cho hoạt động của trụ sở. Nghị quyết cũng quy định về các ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố về quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, nghị quyết cho phép thành phố Hồ Chí Minh được thành lập Sở An toàn thực phẩm. Việc này thực hiện trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương cho Sở An toàn thực phẩm. Nghị quyết cũng quy định Ủy ban nhân dân huyện thuộc thành phố có không quá 3 phó chủ tịch. Đối với phường xã thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên thì ủy ban nhân dân phường xã thị trấn có không quá 3 phó chủ tịch. Quy định việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ công chức làm việc tại xã thị trấn và cán bộ phường thực hiện theo quy định như cán bộ công chức cấp huyện trở lên. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng quy định về bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức, các chính sách về xây dựng nhà ở xã hội cũng được quy định trong nghị quyết. Tỉnh Quảng Nam vừa chính thức triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở ban ngành địa phương DDCI 2023 và tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. DDCI Quảng Nam 2023 sẽ đánh giá 22 sở, ban ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố dựa trên các chỉ số thành phần gồm tính minh bạch, tính năng động, vai trò người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Cuộc khảo sát lấy ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp được thực hiện trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thông qua hình thức khảo sát trực tiếp và qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp dành thời gian trả lời trung thực, khách quan những câu hỏi trong phiếu khảo sát. Qua đó, giúp tỉnh Quảng Nam và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau sát để cải thiện thái độ, chất lượng, năng lực điều hành của các cơ quan và địa phương trong tỉnh. Mới đây tại Hà Nội, Hội xuất bản Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin đến báo chí về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội xuất bản khóa 5 nhiệm kỳ 2023-2028. Với chủ đề Hội xuất bản Việt Nam đổi mới hội nhập và phát triển. Đại hội khóa 5 của hội sẽ tập trung vào 3 nội dung chính. Đánh giá kết quả hoạt động hội nhiệm kỳ 2017-2023 và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028. Bầu ban chấp hành, ban kiểm tra khóa 5. Họ phiên họp lần thứ nhất ban chấp hành hội xuất bản Việt Nam khóa 5. Bầu ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch. Đại hội sẽ được tiến hành vào ngày 12 tháng 7 năm 2023 tại Hà Nội dự kiến sẽ có 250 đại biểu chính thức và 100 khách mời là lãnh đạo đảng, nhà nước, đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận một số trường hợp trẻ dưới 12 tháng tuổi bị sốt xuất, xuất huyết nặng, trong đó có trẻ bị chẩn đoán nhầm sang bệnh tay chân miệng tại cơ sở y tế địa phương. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn thành phố tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và có thể sẽ kéo dài nếu như không quyết liệt có các biện pháp dự phòng bệnh. Một số trẻ có triệu chứng sốt, tiêu chảy, nổi hồng ở bàn tay, bàn chân khi nhập viện tuyến dưới thì được chẩn đoán là sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, bệnh tay chân miệng, điều trị kháng sinh, truyền dịch chống sốc. Do tình trạng bệnh quá nặng, các bé được chuyển đến bệnh viện nhi đồng thành phố. Tại đây, qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết, rối loạn đông máu, tiếp tục truyền dịch chống sốc. Bệnh sốt xuất huyết có thể tấn công trẻ nhũ nhi, nhưng trẻ có thể có biểu hiện không điển hình như sốt vừa, nhẹ, không liên tục, kèm ho, sổ mũi, hắt hơi hay tiêu chảy, nông ói, nên dễ lầm tưởng với các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng hay là bệnh tay chân miệng. Do đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám xét nghiệm bệnh chính xác, điều trị thích hợp cho trẻ. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra mắt phố sức khỏe đầu tiên tại thành phố mang tên Bác. Đây là nơi quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch y tế kết nối du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người dân sau đại dịch Covid-19. Phố sức khỏe đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh nằm trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Dương Quang Trung, quận 10. Tuyến phố sẽ tạo ra sự gắn kết giữa các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở làm đẹp, các điểm tham quan, ăn uống, vui chơi giải trí. Hiện bước đầu, phố sức khỏe đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 150 cơ sở tham gia. Đây là nơi để người dân đến sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau đại dịch Covid-19, đồng thời tạo điểm nhấn phát triển điểm đến, tham quan du lịch với mô hình du lịch y tế, phục vụ người dân, du khách. Bloom là trung tâm công nghệ cao do Tetra Park thiết kế với sự hợp tác của Dennis với mục đích là khơi nguồn sáng tạo và xúc tiến đổi mới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam dành cho ngành thực phẩm và đồ uống, trung tâm này vừa chính thức hoạt động tại Bình Dương. <laughs> trung tâm khơi nguồn sáng tạo và xúc tiến đổi mới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam dành cho ngành thực phẩm và đồ uống đã chính thức hoạt động với mục tiêu cách mạng hóa ngành công nghiệp này thông qua mô hình phát triển sản phẩm với cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả chi phí. Trung tâm Bloom được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống tăng tốc quá trình đổi mới sáng tạo sản phẩm, biến các ý tưởng thành khái niệm sản phẩm cụ thể, giúp doanh nghiệp sản xuất các lô nhỏ để đánh giá sự đón nhận của thị trường và sau đó hỗ trợ họ chuyển sang quy mô sản xuất trung bình, lớn và hàng loạt. Tận dụng thế mạnh về công nghệ và chuyên môn sâu rộng của TetraCraft cùng năng lực sản xuất của Dennis Bloom có thể giải quyết hiệu quả những thách thức này cho mọi doanh nghiệp và mang đến sự linh hoạt hiệu quả vượt trội, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và giúp doanh nghiệp không phải đầu tư vào thiết bị. Mọi dịch vụ để phát triển sản phẩm và sản xuất đều có sẵn ở tại một nơi. Trung tâm đổi mới sáng tạo này có thể đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu thực phẩm và đồ uống không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn khu vực và cả quốc gia khác trên thế giới. Ngày 6 tháng 7, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Liên đoàn Quân vợt Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Giải quân vợt vô địch đồng đội trẻ quốc gia năm 2023. Giải quần vợt vô địch đồng đội trẻ quốc gia năm 2023 có sự tham gia của 12 đoàn vận động viên đến từ các tỉnh thành ngành Hà Nội, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Sơn La, Kiên Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình và đội chủ nhà Ninh Bình với tổng số trên 100 vận động viên tranh tài ở 6 nội dung thi đấu đồng đội nam và đồng đội nữ các nhóm tuổi U14, U16 và U18. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu thành tích cao của quốc gia, được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho các tay vợt trẻ thi đấu cọ sát, hoàn thiện trình độ chuyên môn, giúp các nhà chuyên môn kiểm tra, đánh giá về công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên trẻ của môn quần vợt tại các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Trong biên bản cuộc họp tháng 6 của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cho biết, Fed sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ với tốc độ chậm hơn so với những đợt tăng trước đó. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Fed đã quyết định chưa tăng lãi suất vì lo ngại về tăng trưởng kinh tế và tác động của các chính sách tiền tệ đã thắt chặt hoạt động kinh tế và lạm phát. Mặc dù vậy, phần lớn quan chức Fed vẫn cho rằng việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục có sự không đồng nhất trong ý kiến giữa các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, trong khi hai thành viên kỳ vọng một lần tăng lãi suất trong năm nay, 12 thành viên khác cho rằng sẽ có hai hoặc nhiều đợt tăng hơn. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng cần có một chặng đường dài để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Thị trường phản ứng tiêu cực khi chỉ số Dow Jones giảm khoảng 120 điểm vào ngày mùng 5 tháng 7. Ứng dụng mạng xã hội mới của Meta thu hút được 10 triệu người đăng ký chỉ trong 7 giờ kể từ khi ra mắt vào ngày 5 tháng 7. Đây được xem là đối thủ đáng gờm của Twitter. Người dùng mới bao gồm các ngôi sao như Kim Kardashian, Jennifer Lopez và nhiều chính trị gia có tiếng khác. Threads cho phép đăng tải bài viết ngắn, đính kèm đường link, hình ảnh và video kéo dài. Người dùng có thể tương tác qua việc thích, chia sẻ và trả lời. Ứng dụng có sẵn trên App Store và Play Store tại hơn 100 quốc gia. Threads liên kết với Instagram tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập và cung cấp mạng lưới quảng cáo chung. Meta đang cạnh tranh mạnh mẽ với Twitter trong bối cảnh Twitter gặp khó khăn với việc quản lý nội dung và cắt giảm nhân sự. Ai Cập đã ký thỏa thuận trị giá 5 tỷ đô la Mỹ với công ty Skatech của Na Uy để phát triển một trang trại điện gió công suất 5 GW. Thỏa thuận này được ký kết trước sự chứng kiến của Thủ tướng Ai Cập và Đại sứ Na Uy tại Cairo. Dự án dự kiến sẽ tạo ra 8.000 việc làm cho lao động địa phương. Đây là một trong nhiều dự án năng lượng tái tạo Ai Cập triển khai để đạt tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 42% vào năm 2030. Công ty Scartech đã hoạt động tại Ai Cập từ năm 2017 và đã ký hợp đồng mua bán điện xuất khẩu sang châu Âu đây là một trong những nỗ lực của Ai Cập để thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành sản xuất điện và trở thành nhà xuất khẩu điện chủ chốt sang thị trường châu Âu. Ngoài ra, Scatec cũng sở hữu công viên năng lượng mặt trời bên ban với công suất 1,8 GW. Nghiên cứu mới do các tác giả từ Đại học Reading tại Anh thực hiện đã cung cấp bằng chứng cho thấy hiện tượng nhiễu động trời trong xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong những năm gần đây, trùng hợp với những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đã được dự báo. Hiện tượng nhiễu động trời trong CAT đang gia tăng do biến đổi khí hậu. Theo một nghiên cứu từ Đại học Reading ở Anh, nghiên cứu cho thấy rằng CAT đang trở nên phổ biến hơn trong nhiều khu vực từ năm 1979 đến năm 2020. Tại Bắc Đại Tây Dương, tổng thời gian CAT nghiêm trọng đã tăng 55% từ 17,7 giờ vào năm 1979 đến 27,4 giờ vào năm 2020. Hiện tượng này gây khó khăn cho các phi công và có thể gây hư hại máy bay, ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách. Nghiên cứu cũng ước tính rằng ngành hàng không Mỹ có thể mất từ 150 đến 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm do CAT. Các giáo sư đã khuyến nghị nâng cao chất lượng dự báo và sử dụng công nghệ lidar để phát hiện và tránh CAT. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng giảm thiểu khí thải CO2 để ngăn chặn biến đổi khí hậu là biện pháp chính để giảm nguy cơ CAT trong tương lai. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Theo phản ánh trên báo Nhân dân, hơn một năm qua, do dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đi qua địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, khiến cho người dân sống dọc quốc lộ 19, đoạn qua địa phận xã Tây Thuận và xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, đang rơi vào tình cảnh oái oăm khi phải sống với nền nhà thấp hơn mặt đường. Theo ghi nhận, hàng chục hộ dân đang bị ảnh hưởng, nhà ít thì nửa mét, cá biệt có những căn nhà thấp hơn nền đường gần 2 mét khiến cho người dân phải thuê xe đổ đất bắc cầu qua mương để ra khỏi nhà. Điều đáng nói là với hệ thống mương thoát nước cao hơn nền nhà như thế này thì mùa mưa đến, nước ngập vào nhà dân là điều chắc chắn. Hơn 13,43 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 đã cho thấy đây là con số tích cực, niềm tin của doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào thị trường Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang có xu hướng chậm lại. Báo Lao động đăng tải ý kiến của một số chuyên gia nhận định dòng vốn FDI sẽ vẫn là một trong những động lực tăng trưởng chính của Việt Nam trong những năm tới. Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là từ các công ty đa quốc gia. Nằm trong loạt bài Dệt may Việt Nam bên lòng vượt bão, báo Đại đoàn kết số ra ngày hôm nay đăng tải bài 2 Tìm vốn để xanh hóa xanh hóa là mục tiêu và cũng là đòi hỏi tất yếu với ngành dệt may đến nay nhiều doanh nghiệp may sợi dệt nhuộm đã đáp ứng được các quy định của các thị trường nhập khẩu về vấn đề này song theo các chuyên gia kinh tế để đẩy nhanh quá trình xanh hóa ngoài việc các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư nâng cấp máy móc công nghệ thì sự hỗ trợ thiết thực từ nhà nước cũng rất quan trọng có thể kể đến như các chương trình tập huấn hỗ trợ kỹ thuật hay tài trợ về mặt nghiên cứu từ bây giờ cho đến cuối năm, trung bình mỗi tháng bộ giao thông vận tải phải giải ngân khoảng 9.000 tỷ đồng, cao gấp khoảng 1,5 lần những tháng trước. Vì vậy theo ghi nhận trên báo giao thông, nhiều giải pháp đang được các chủ đầu tư ban quản lý dự án khẩn trương triển khai. Đại diện lãnh đạo vụ kế hoạch đầu tư cho biết, căn cứ kế hoạch các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đăng ký trong quý 3 năm 2023, sản lượng giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải ước tính gần 21.300 tỷ đồng, riêng tháng 7 khoảng hơn 6.800 tỷ đồng. Khối lượng giải ngân năm 2023 tập trung chủ yếu ở các dự án cao tốc Bắc Nam. Theo phản ánh trên báo Kinh tế và Đô thị, sau thời gian dài ảnh hưởng nặng vì dịch bệnh COVID-19, nay các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn từ những quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy, khiến cho nhiều công trình dự án bị ngừng trệ. Mới đây, 7 hiệp hội doanh nghiệp đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng và các cơ quan bộ ngành liên quan báo cáo những khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy nhiều ý kiến đề xuất nên nhanh chóng xã hội hóa công tác kiểm định thẩm duyệt nghiệm thu để rút ngắn công tác xét duyệt hồ sơ đưa công trình vào sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm cho xã hội Chuyển sang thông tin trên báo Hà Nội mới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội, với mức khu vực ngoại thành là 8m2 một sàn một người, khu vực nội thành là 15m2 một sàn một người nhiều đại biểu cho rằng quy định này cũng là một trong những giải pháp để cơ chế chính sách bảo đảm các nhiệm vụ về phát triển đô thị của thủ đô hà nội giảm áp lực cho khu vực nội đô đồng thời quy định cũng sẽ giảm áp lực cho đô thị đặc biệt như thủ đô hà nội với dân số tăng nhanh hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu tại buổi chất vấn hội đồng nhân dân thành phố hà nội chiều ngày 5 tháng 7, ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến quy hoạch mạng lưới trường học và việc sau khi các trường công lập công bố điểm chuẩn vào lớp 10, hàng trăm phụ huynh ở hà nội phải trầu trực chen chúc trước cổng trường từ thục từ đêm cho đến sáng để có thể nộp hồ sơ mong có suất học cho con em mình những ngày qua. ông trần thế cương khẳng định hà nội không thiếu chỗ học chắc là do một số trường có uy tín nên phụ huynh tin tưởng. Tuy nhiên theo bài viết trên báo Nông thôn ngày nay, câu trả lời của người đứng đầu ngành giáo dục ở Hà Nội là chưa thuyết phục. Những nội dung của tiểu mục điểm báo vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình Nhân dân.